Bạn đang chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 và có lẽ mỗi ngày trôi qua, thỉnh thoảng bạn vẫn nghe được tin có ai đó tử vong. Nhưng mà đừng vội lo lắng, bởi vì sao? Vì thứ nhất, tỷ lệ tử vong vì vaccine COVID vô cùng thấp theo thông báo từ những nước trên thế giới đã tiêm. Và thứ hai, hãy xem những tia hy vọng từ thực tế trên khắp thế giới những ngày vừa qua trong video podcast Mutech này của chúng tôi nhé. Xin chào quý vị, đang nghe Mutech Cảm Xúc được biên tập bởi đội ngũ Mutech. Hơn một năm trước, COVID-19 xuất hiện, cả thế giới chao đảo. Từ Trung Quốc, dịch bệnh lan tỏa đến châu Âu, đến Mỹ và mọi nơi nó đi qua đều để lại những sinh mạng chất chồng. Kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng trầm trọng khi các quốc gia tiến hành phong tỏa toàn diện. New York, Paris, London, những thành phố một thời sôi động, bỗng chốc chìm vào giấc ngủ sâu. Suốt một năm trôi qua, các nước tái mở cửa rồi lại đóng cửa trước các làn sóng dịch bệnh nối đuôi nhau, sóng sau chết người nhiều hơn sóng trước. Con người dần quen hơn với việc phải đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc nếu không muốn vô tình mắc phải căn bệnh chết chóc vốn đã khiến hệ thống y tế ở nhiều nơi trở nên kiệt quệ. Thế rồi vaccine, niềm hy vọng của thế giới đã xuất hiện. Các thử nghiệm quy mô lớn do chương trình tiêm chủng toàn diện được gấp rút triển khai. Và nay ở những nước có chiến dịch tiêm chủng thành công nhất, cuộc sống của họ đang dần thay đổi theo chiều hướng thoải mái hơn. Những nơi từng một thời là tâm dịch của thế giới đang dần thức giấc sau một giấc ngủ kéo dài. Từng bước chậm rãi, họ tiến vào thời kỳ hậu Covid, bỏ lại sau lưng một quá khứ tăm tối và xót xa. Nước Mỹ từng là nơi chứng kiến làn sóng dịch bệnh tàn khốc bậc nhất thế giới, đưa đất nước lên dẫn đầu toàn cầu về số ca nhiễm tử vong. Trong đó, New York là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mùa xuân năm 2020, New York là tâm dịch của nước Mỹ, là một trong số những nơi chết chóc nhất với 21.000 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 2 tháng. Các bệnh viện nghẹt cứng bệnh nhân và thi thể, xe đông lạnh trở thành nhà xác tạm thời, trong khi lều được dựng lên ngay trong công viên để làm bệnh viện dã chiến chống COVID-19. Những con phố sầm uất ngày nào trở nên tĩnh lặng, nhường chỗ cho tiếng còi hộ từ xe cứu thương và những tiếng vỗ tay mỗi đêm từ cửa sổ để cổ vũ cho nhân viên y tế. Người New York và Mỹ nói chung, họ phải chấp nhận một thực tại mới đầy lạ lẫm so với những gì họ có được từ hàng thế kỷ. Họ làm quen với việc không được tiếp xúc với nhau, vì đó là một lựa chọn an toàn và trách nhiệm cho cộng đồng. Nhưng đến tháng 5 vừa qua, bằng một chương trình tiêm chủng rất thành công với tỷ lệ tiêm cao trong khi số ca nhập viện giảm mạnh, cả thành phố lúc này bắt đầu cựa mình thức giấc. Các tư tưởng của một thời chịu phong tỏa được bỏ lại phía sau khi sự sống của thành phố quay trở lại. Một năm thăng trầm, đóng cửa rồi lại mở cửa, vaccine đang mang đến cho họ sự đổi khác. Thời điểm đầu tháng 6, số liệu của CDC cho thấy có 51% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi và khoảng 41% được tiêm chủng đầy đủ. Số ca nhiễm, ca tử vong đều giảm xuống, cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Quy định về khẩu trang được nới lỏng cũng là lúc các ngành nghề áp dụng những quy định khác nhau để xác định ai là người đã tiêm chủng, ai chưa. Như trung tâm thể hình SLT, từ ngày 20 tháng 5 đã bắt đầu kiểm tra thẻ tiêm vaccine để quyết định khách hàng nào sẽ được tập mà không đeo khẩu trang. Trên đường phố, nhiều người bắt đầu đi lại một cách thoải mái, thậm chí có người còn chủ quan không đeo khẩu trang, nhưng nhiều người vẫn cẩn trọng vì đại dịch dẫu sao vẫn chưa chấm dứt.